Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái video này để nêu lên những cái lý do tại sao mà các bạn nên chọn Singapore để đi lao động thay vì các nước khác. Ok, thì hy vọng là những cái lý do này nó sẽ là một chút động lực hoặc là một cái gì đó thuyết phục các bạn để các bạn có thể đưa ra quyết định chọn lao động ở Singapore hay là bất kỳ cái nước nào. Thì cái này phụ thuộc vào cái nhu cầu cũng như là cái mục đích của các bạn. Thì đây là những cái thế mạnh cũng như là cái điểm ưu điểm khi mà chúng ta chọn Singapore để đi lao động. Ok, thì mình sẽ đi từng lý do một. Lý do thứ nhất tại sao mình chọn Singapore để đi lao động. Thì khi các bạn chọn Singapore có nghĩa là các bạn đang chọn một cái môi trường lao động vô cùng hiện đại, an toàn, văn minh và công bằng. Đó, bởi vì Singapore thì họ có một cái cơ chế chính sách tài chính các thứ rất là minh bạch. Ở bên này thì nó bao gồm rất là nhiều những cái chủng tộc người khác nhau từ khắp các cái đất nước ở Đông Nam Á đến đây để đi lao động. Do vậy mà mọi người đến đây rất là thân thiện, họ không quá phân biệt các bạn đến từ đâu, từ đất nước nào, giàu hay nghèo, mà đơn giản chúng ta chỉ cần đến đây làm việc một cách nghiêm túc, tuân thủ tất cả những cái quy định ở bên Singapore, cũng như là chúng ta phải học cách, có nghĩa là làm sao để cho họ cảm thấy là mình là một người lịch sự, là mình là một người biết tôn trọng người khác, thì mọi thứ rất là ok. Và cái lý do thứ hai nữa mình muốn nói đây, tại sao các bạn chọn Singapore, bởi vì khi chúng ta làm việc ở Singapore thì chúng ta không bao giờ lo bị quỵt tiền, quỵt lương. Cái này là sự thật nhé. Chúng ta làm ngày nào thì họ sẽ tính lương cho chúng ta ngày đó. Ngày nghỉ thì sẽ bị trừ lương, hoặc nếu mà chúng ta làm vào ngày nghỉ thì chúng ta sẽ được cộng lương. Chúng ta bị cắt việc, thôi việc, đuổi việc thì họ cũng sẽ thanh toán cho chúng ta sòng phẳng, không thiếu một ngày nào cả. Nếu mà họ không thanh toán thì chúng ta có một cái quyền này rất rất là quan trọng, đó là chúng ta có thể lên cái MOM. MOM có nghĩa là cái bộ thương binh và lao động, giống ở Việt Nam mình ấy, họ sẽ là một cái bộ mà bảo trợ tất cả những cái quyền lao động của bất kỳ ai lao động ở bên Singapore, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Nếu mà chúng ta có làm, có đi làm thì họ sẽ phải trả chúng ta. Đặc biệt ở bên Singapore này, nếu mà công ty tự nhiên cắt việc chúng ta mà không có một lý do gì chính đáng thì chắc chắn họ sẽ phải trả tất cả những cái ngày công của chúng ta đã từng làm. Ngoài ra thì họ phải trả thêm một tháng lương nữa, một tháng lương nữa, cái tháng lên cắt việc của người lao động. Đấy, thì các bạn lưu ý điều này nhé, nên cứ yên tâm. Và cái lý do nữa mà chúng ta nên sang Singapore đó là sang đây thì chúng ta có thể học được rất là nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là tiếng Anh hay là tiếng Sinh. Bởi vì sao? Singapore, cái tiếng họ là cái tiếng quốc gia ấy, tiếng ngôn ngữ quốc gia của họ là tiếng Anh nhé, nhưng mà có 70% là người Hoa, người Trung. Do vậy mà họ có sử dụng tiếng Trung rất là nhiều ở Singapore, nhưng mà tiếng ngôn ngữ chính vẫn là tiếng Anh. Ngoài những ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung ra thì các bạn có thể hoàn toàn học được những ngôn ngữ khác như là tiếng Ấn Độ. Ấn Độ cũng rất là nhiều người Ấn Độ bên này nhé. Indo, Mã Lai, Philippines, rất là nhiều quốc gia. Nên là các bạn không phải lo cơ hội nếu mà các bạn đang có nhu cầu học một cái ngôn ngữ nào đó. Thì có rất là nhiều người lao động ở bên này, họ rất là thân thiện và họ hoàn toàn có thể giúp chúng ta học hỏi, cải thiện cái ngôn ngữ mà chúng ta đang muốn theo đuổi. Thì đấy là một cái điểm mạnh thứ ba mà mình muốn nói ở đây. Và cái điểm mạnh thứ tư đó là chúng ta được sống và làm việc trong một cái môi trường đa sắc tộc. Đó, đa sắc tộc thì lợi thế của nó là chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều phong cách sống của rất là nhiều những cái chủng tộc, những cái quốc gia khác nhau, đúng không ạ? Học những cái hay cái đẹp của họ, học cách ăn, cách ở, cách sinh hoạt, rồi thì cách họ đối đáp với nhau. Đó, những cái đấy là một cái lợi thế rất lớn khi mà chúng ta sống trong một cái môi trường đa sắc tộc như vậy. Và một cái lợi thế thứ năm nữa mình muốn nói đây, tất nhiên rồi, các bạn làm ở Singapore thì thu nhập nó sẽ cao hơn ở Việt Nam là cái chắc, đúng không ạ? Thì tùy vào cái vị trí ứng tuyển của các bạn, các bạn là kỹ sư, các bạn là nhà thiết kế, hoặc là các bạn là công nhân bình thường, người lao động bình thường, thì nó sẽ có những cái mức lương phù hợp cho từng vị trí một. Như mình được thấy thì nếu mà các bạn chỉ là lao động phổ thông thôi thì các bạn sẽ có một cái mức lương từ 25 cho đến 45-50 triệu là có.
Đúng không? Còn kỹ sư thì sẽ cao hơn. Ví dụ như mình thì hiện tại bây giờ mình có thu nhập vào tầm 4.000 đó. Nhưng mà đổi lại thì mình cũng làm việc ở bên này được hơn 5 năm rồi. 4.000 này là chưa bao gồm ăn ở nhé. Ăn ở đi lại thì công ty lo hết. Thì nếu mà tính tổng vào thì nó cũng là một cái số tiền khá lớn đó. Còn nếu mà công nhân phổ thông thì đấy, như mình nói rồi, các bạn có thể có thu nhập dao động từ 25 cho đến 45 50 triệu là bình thường. Đó. Và một cái điểm mạnh thứ xấu nữa mà nếu mà các bạn đi lao động ở Singapore, đó là các bạn có một cái khoảng cách gần hơn rất là nhiều so với các nước khác như là Nhật Bản, Hàn Quốc. Bởi vì từ Singapore mà về Việt Nam thì khoảng cách địa lý nó rơi vào khoảng tầm 1.700 cho đến 1.800 thôi nếu mà các bạn về Hà Nội. Còn về Sài Gòn thì nó sẽ gần hơn. À, mình cứ nói là thời gian bay đi. Nếu mà các bạn từ Singapore mà bay về Sài Gòn thì các bạn chỉ mất tầm 1 tiếng rưỡi. Còn nếu mà bay về Hà Nội, bay về sân bay Nội Bài thì các bạn mất khoảng 3 tiếng rưỡi. Đó. Thì cái lợi thế của khoảng cách địa lý ngắn thì nó giúp chúng ta có thể linh động hơn. Nếu mà chúng ta có việc cần muốn về gấp 1 2 ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể đi lại được rồi. Nếu mà chúng ta muốn về thăm người thân, về thăm vợ con, người yêu trong một cái khoảng thời gian mà được nghỉ ngày lễ gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể mua vé mà về một cách rất là dễ dàng. Ngoài ra thì khoảng cách gần thì chắc chắn giá vé của nó sẽ rất là rẻ, đúng không ạ? Thì bình thường như mình mà cứ về thì cái vé 2 chiều của nó rơi vào tầm độ 5 triệu, 4 5 triệu thôi. Rất là rẻ nhé. Còn một chiều thì tầm 1,5 triệu, 2 triệu. Đây là mình về Hà Nội nhé. Còn nếu mà về thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn sẽ rẻ hơn rồi. Nó cả vé 2 chiều thì tầm 3 đến 4 triệu thôi. Đó. Đấy là một cái lợi thế rất rất là lớn nhé. Các bạn có thể hoàn toàn chủ động được cái thời gian cũng như là những cái công việc đột xuất ở ở quê nếu mà chúng ta muốn về tranh thủ. Và một cái lợi thế cuối cùng mà mình muốn nói đây chiều chiều tí thôi, là nếu mà các bạn chưa có gia đình, các bạn là con trai thì các bạn hoàn toàn có cơ hội lấy được gái Singapore nhé, rất là chất. Nếu mà các bạn không lấy được gái Singapore thì các bạn hoàn toàn có thể tìm một người bạn gái ở bên Mã Lai, ở bên Indonesia hoặc là ở bên Philippines, Ấn Độ. Có rất là nhiều cơ hội cho các bạn lấy gái Tây. Nó không phải là gái Tây mà là gái nước ngoài. Ok, còn nếu mà các bạn là con gái thì lại hoàn toàn cực kỳ dễ. Các bạn hoàn toàn có cơ hội lấy một chàng trai rất là giàu có, chàng trai Sing chẳng hạn, đúng không? Hoặc là bất kỳ những cái chàng trai của các nước khác thì có rất là nhiều lựa chọn cho các bạn. Nếu bạn là một người đang có nhu cầu lấy một người nước ngoài. Đó. Và ngoài những người nước ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể gặp được những người con trai Việt ở bên này. Bên này thì cũng rất là nhiều người con trai đi sang bên này lao động, làm ăn và cũng thành đạt, có những cái vị trí cao. Thì tâm lý chung của người Việt đó là ta về ta tắm ao ta, trong dù đục thì ao nhà vẫn hơn, đúng không ạ? Thì đấy là những cái cơ hội mà mình muốn chia sẻ với các bạn, nó vui vui một chút thôi. Và cái quan trọng nhất của tất cả chúng ta, muốn những ai mà muốn đi lao động ở nước ngoài, mục đích cuối cùng đó là kiếm tiền, đúng không ạ? Thì mình thấy là ok, thu nhập ở bên Singapore thì nó cũng không phải quá cao nhưng mà cũng không phải quá thấp. Nó phụ thuộc vào cái khả năng, cái kỹ năng của chúng ta, thì hoặc là phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của chúng ta nhé. Các bạn làm càng lâu thì chúng ta càng có nhiều cơ hội kiếm được những cái công việc tốt hơn, có những cái vị trí tốt và có những cái thu nhập cao hơn. Thì ok, thì cái video này thì mình muốn chia sẻ một chút như vậy thôi. Hy vọng là những cái lý do này nó sẽ góp một phần tạo nên cái quyết định của các bạn nên đi nên chọn cái quốc gia nào để chúng ta đi lao động, có được một cái nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra thì có được một cái môi trường chúng ta có thể học hỏi, cải thiện những kỹ năng, cải thiện tất cả những cái gì mà chúng ta đang còn thiếu sót. Ok, xin chào mọi người.